Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Cùng với nhiều hoạt động của Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch vùng Đồng bào Chăm toàn quốc, thì vào ngày hôm qua tại Ninh Thuận, lễ hội KT 2012 cũng đã chính thức được bắt đầu. Như thành thông lệ, ngày đầu tiên của lễ hội KT Đồng bào Chăm đã tổ chức lễ rước đón y trang của vua và hoàng hậu Poi Lư La Cừn từ thôn Giá, xã Phước Hà về đến thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước để tổ chức thờ cúng. Song song với đó, người Chăm đã tổ chức múa hát tập thể để chào mừng đồng bào Rackley về tham dự lễ hội KT và cúng kính đồng bào Chăm. Theo quan niệm của đồng bào Chăm, sau khi lễ hội KT kết thúc, cũng là lúc y trang của vua và hoàng hậu Poi Lư La Cừn sẽ được giao lại cho đồng bào Rackley cất giữ và bảo quản. So với mỗi năm, năm nay lễ rước y trang của đồng bào Chăm được tổ chức có phần trang trọng hơn. Hàng ngàn người dân địa phương và khách thập phương đã tham gia vào lễ hội, làm cho buổi lễ trở nên tưng bừng và náo nhiệt. Đặc biệt, chương trình múa hát tập thể có sự tham gia của hơn 200 diễn viên không chuyên đến từ các làng Chăm đã tạo nên một không gian sặc sỡ sắc màu và mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm. Thưa quý vị và các bạn, Sendota là một trong những lễ của đồng bào Khmer Nam Bộ được tổ chức vào 3 ngày cuối tháng 8 âm lịch hàng năm. Nguồn gốc của lễ Donta bắt đầu từ việc nhà vua Bingsaha tổ chức nghi thức dâng lễ tổ tiên. Câu chuyện mang tính tâm linh nhưng lại chứa đựng những hàm ý giáo dục sâu sắc, nhắc nhở người Khmer luôn nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ. Nghi thức cúng ông bà được tiến hành trong ngày đầu tiên của lễ Sen Donta, với ý nghĩa rước ông bà đã khuất về sum họp với gia đình, con cháu. Từ sáng sớm, ông Sơn Sa Hoát đã trang hoàng bàn thờ Phật trong nhà, dọn dẹp lại giường thờ. Tiếp đến, ông chuẩn bị mọi thứ để cúng ông bà tổ tiên. Đó là các món ăn bình dị, dân dã, sản vật địa phương như trái cây, bánh tét. Còn cái này mình đứng để dùng làm gì chú ha? Cái này á là ngày cúng ông bà, nếu mình có mời thỉnh ông sư đến nhà để cúng trước á, là mình phải có một cái nước. Mình nước này là phải có dầu thơm này cho nọ để ông sư ông thỉnh ông tụng kinh rồi ông rải nước này cho trong nhà mình con cháu hoặc là người đã quá khổ đi rồi đó cho nó được mát mẻ. Cũng như các sen donta trước, hôm nay ông Sa Hoát thỉnh các vị sư đến nhà đậu cơm và tụng kinh. Quanh mâm cơm cúng, đàn bà ngồi sang bên trái, đàn ông ngồi bên phải, cùng chắp tay lại và đọc kinh cầu nguyện cho vong hồn những người thân quá cố về hưởng vật thực. Trong lúc tụng kinh, các vị sư dùng một loại nước thơm dẫy lên người các thành viên trong gia đình, cầu mọi sự tốt lành. Nghi thức này mang đậm nét văn hóa phi vật thể, ảnh hưởng tín ngưỡng triết lý Phật giáo của các dân tộc thuộc hệ văn minh lúa nước vùng Đông Nam Á. Trong cái nghi thức của lễ Sen Donta thì từ ngày rằm đến ngày 30 thì hàng ngày thì các cái bổn đạo đều vào chùa để tổ chức là tụng kinh rồi mời ông Lục là mời các vị sư để mà đọc kinh rồi sau đó là cầu siêu cho những người đã quá cố. Sau khi nghe đọc kinh cầu an, cầu siêu và thuyết pháp, các thành viên trong gia đình cũng như họ hàng thân tộc lại quây quần bên mâm cơm họp mặt. Nhân đây, con cháu người Khmer còn dâng lên ông bà cha mẹ còn sống các thức ăn ngon, lễ vật để tỏ lòng hiếu thảo đối với đức sinh thành. Cũng trong thời gian này, các trò chơi dân gian, văn nghệ và thể thao được tổ chức, thu hút đông đảo bà con trong Phung Sóc đến vui chơi trong các ngày lễ Sen Donta. Thưa quý khán giả, nghi thức cúng ông bà trong lễ Sen Donta là một nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Ngoài ý nghĩa tri ân, tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân, thì Donta còn là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp, động viên, khuyến khích, tương trợ nhau cùng phát triển, xây dựng quê hương. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành quy chế quy định quản lý, bảo vệ và phát triển công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Theo đó, có những nội dung quản lý sau đây. Giá trị di sản địa chất bao gồm tất cả các di sản cấu trúc kiến tạo, địa mạo hang động, địa tầng như hoang mạc đá, các hố sụt, các hệ thống hang động karst, các hóa thạch cổ kim, cổ sinh. Giá trị di sản văn hóa bao gồm tất cả các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể như các di tích lịch sử văn hóa, các lễ hội truyền thống, những phong tục tập quán đặc trưng, các kho tàng văn hóa văn nghệ dân gian của các dân tộc thiểu số, di vật khảo cổ học.
giá trị tài nguyên thiên nhiên bao gồm các hệ sinh thái động thực vật, cảnh quan, khoáng sản, đất nước rừng trong khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Quy chế cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm như các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên làm thay đổi cảnh quan môi trường, hệ sinh thái trong khu vực di sản, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ, thu mua, săn bắn các loại động vật, thực vật trái phép. Chuẩn bị cho năm du lịch quốc gia Đồng bằng Sông Hồng 2013, cuối tuần qua Tổng cục Du lịch đã bắt đầu chuyến khảo sát tiềm năng liên kết sản phẩm du lịch tại các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng, bao gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh và Hải Phòng. Tham gia chuyến khảo sát có đông đảo các đơn vị lữ hành, công ty du lịch, phần nhiều trong số này là các đơn vị du lịch ở khu vực miền Trung và miền Nam. Với mục tiêu là tìm hiểu những tiềm năng du lịch, phát hiện các điểm đến mới tại những tỉnh Đồng bằng Sông Hồng, trên cơ sở đó xây dựng thêm các tour tuyến mới bên cạnh các tour truyền thống. Ví dụ như tại Vĩnh Phúc, lâu nay du khách chỉ biết đến Tam Đảo hay Tây Thiên, nhưng trong chuyến khảo sát lần này có thêm các địa danh mới được khảo sát như Flamingo Đại Lải Resort, Thiền viện Trúc Lâm, Chùa Hà Vĩnh Yên hay Làng Rắn Vĩnh Sơn. Với các điểm đã nổi tiếng như Chùa Hương hay Chùa Bái Đính Hạ Long, đây là cơ hội để các địa phương kết nối với các đơn vị du lịch lữ hành cùng trao đổi, nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác tối đa tiềm năng liên kết du lịch giữa các vùng Đồng bằng Sông Hồng. Lâu nay, việc liên kết này vẫn còn yếu và chưa thực sự tạo ra được những sản phẩm du lịch hấp dẫn. Và tiếp theo chuyển sang phần văn hóa quốc tế, chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng những màn biểu diễn ánh sáng ấn tượng vừa được tổ chức vào cuối tuần qua tại thủ đô Berlin của nước Đức. Hàng trăm người dân đã cùng tập trung trước cửa nhà thờ Berlin, nước Đức để cùng thưởng thức một chương trình biểu diễn ánh sáng và âm nhạc trong không gian im lặng. Mặt chính diện của nhà thờ được áp dụng như một bức tranh nền để biểu diễn những hình ảnh bằng ánh sáng, mô tả các môn thể thao mùa đông. Những người thưởng thức đã cùng theo dõi chương trình và nhún nhảy theo điệu nhạc qua tai nghe. Chương trình được tổ chức bởi Hội đồng Du lịch Áo như một phần của sự kiện lễ hội ánh sáng ở Berlin hàng năm. Việc trình chiếu những hình ảnh về thể thao mùa đông có ý nghĩa muốn làm tăng thêm không khí ấm áp, sôi động, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp về mùa đông của nước Đức. Trong nhiều thế kỷ, người thợ thủ công ở Bangkok, Thái Lan đã đổ mồ hôi trên những chiếc lò rèn để tạo ra các loại đồ dùng bằng đồng, kỳ công tinh tế, phục vụ cho tầng lớp giàu có và thượng lưu. Sau khi chế tác thành công thì mỗi sản phẩm như vậy có giá trị lên tới hàng trăm đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo thời gian thì những người nghệ nhân chế tác đồng cũng đang dần thưa thớt. Hơn nữa, thế hệ trẻ lại không còn niềm say mê để kế thừa nghề truyền thống. Những chiếc bát đĩa này là các sản phẩm nổi tiếng của nghệ thuật chế tác đồng thủ công truyền thống ở Bangkok, Thái Lan. Vẻ đẹp của chúng được tạo nên bởi những họa tiết vô cùng tinh tế, sắc sảo và độ sáng bóng dường như không thay đổi theo thời gian. Việc sản xuất những loại chậu bát đĩa luôn đòi hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật cao và sự tỉ mỉ của những người nghệ nhân giỏi. Nhưng hiện nay họ đã quá già, còn thế hệ trẻ thì chưa được chuẩn bị đầy đủ kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của nghề. Những người nghệ nhân đầu tiên của nghề chế tác đồng thủ công truyền thống Bangkok có xuất thân từ thủ đô cũ Ayutthaya. Họ bắt đầu sản xuất từ năm 1767 và hơn 200 năm trước có khoảng 100 gia đình cùng làm nghề này rồi truyền lại cho nhiều thế hệ sau. Nhưng bây giờ chỉ còn lại duy nhất cơ sở của chúng tôi. Trong hơn 70 năm, lò rèn này đã cùng những người nghệ nhân chế tác ra hàng ngàn vật dụng đồng thủ công có giá trị thẩm mỹ cao. Đây là nơi duy nhất hàng ngày còn vang lên những âm thanh chói tai của búa đập vào kim loại sau 245 năm nghề đồng truyền thống tồn tại ở vùng ngoại ô phía tây thủ đô Bangkok. Hiện nay chỉ còn vẻn vẹn 10 nghệ nhân ở Thái Lan còn tiếp tục theo đuổi công việc này. Người trẻ nhất bây giờ cũng đã 60 tuổi. Nghệ nhân Sucha Wongkrachang đã bắt đầu gắn bó với nghề từ năm 11 tuổi. Chỉ bằng cảm nhận, ông có thể đo chính xác mức nóng chảy và độ phẳng của chất liệu. Nghề thủ công này đang đứng trước bờ vực của sự biến mất bởi chỉ ít lâu nữa thôi sẽ chẳng còn ai kế thừa và duy trì nó cả. Tôi đang cố gắng thuyết phục con trai mình tiếp tục theo đuổi, nhưng thật sự vô cùng khó khăn vì một mình cậu ta cũng không thể nuôi dưỡng truyền thống hàng trăm năm khi không có người hợp tác. Cũng dễ hiểu lý do tại sao thế hệ trẻ thờ ơ với công việc này. Quy trình sản xuất quá vất vả trong môi trường nóng nực, các sản phẩm lại đòi hỏi sự kỳ công và độ chính xác tuyệt đối. Để hoàn thành một chiếc bát có thể mất đến 4 ngày và sự cùng tham gia của 6 thợ thủ công. Những người đàn ông thì làm việc nặng như đập phẳng đồng bằng tay, còn phụ nữ tham gia đánh bóng hoặc mài giũa họa tiết. Số tiền họ nhận được cũng chỉ đủ sống. Vì vậy mặc dù giá cho mỗi món đồ lên tới 300 đô la Mỹ, nhưng cũng vẫn không thể thu hút những người trẻ tuổi, trong khi xung quanh họ có quá nhiều cơ hội công việc khác thuận lợi hơn. Thời đại Ayutthaya là giai đoạn hoàng kim của sản phẩm đồng mỹ nghệ,
Nhưng hiện nay, nếu không có giải pháp kịp thời, những âm thanh cuối cùng của xưởng đồng này cũng sẽ rơi vào im lặng. Vừa rồi là những hình ảnh cuối cùng của chuyên mục Điểm hẹn văn hóa trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.